Xin chào tất cả các bạn, trong video sẽ tìm hiểu về cách thức khai báo và khởi tạo mảng một chiều ở trong lập trình C. Tiếp theo chúng ta sẽ xem xét cú pháp để thực hiện khai báo mảng thì cú pháp trước hết xác định kiểu dữ liệu. Thứ hai xác định tên của biến mảng, mở ngoặc vuông và đóng ngoặc vuông. Sau đó xác định số phần tử mà sẽ cấp phát cho mảng. Và ví dụ kiểu dữ liệu là xác định kiểu int là kiểu số nguyên, tên mảng là đặt tên mảng một chiều và mở ngoặc thì chúng ta sẽ có là dấu mở ngoặc vuông và dấu đóng ngoặc vuông. Sau đó sẽ xác định số phần tử được cấp phát cho mảng. Đây là 10 phần tử được cấp phát cho mảng. Và lúc này thì trong bộ nhớ mảng một chiều sẽ được cấp phát một dãy các cái ô nhớ liền nhau bao gồm 10 ô nhớ như thế này và các ô nhớ được quản lý bởi cái chỉ số từ 0 là phần tử đầu tiên cho tới 9 là phần tử cuối cùng của mảng. Khi khai báo mảng thì chúng ta có thể chọn giải pháp là khai báo không tường minh, có nghĩa là thông qua định nghĩa kiểu sử dụng typedef xác định kiểu dữ liệu, tiếp đến là tên kiểu mảng mở hoặc vuông và đóng hoặc vuông, xác định số phần tử. Và sau khi sử dụng định nghĩa Tên kiểu mảng thì chúng ta có thể sử dụng tên kiểu mảng vào để định nghĩa một cái biến mảng và ví dụ là sử dụng typedef xác định kiểu dữ liệu đó là kiểu int và xác định tên kiểu mảng là mảng một chiều và xác định số phần tử ở trong mảng đó là 10 phần tử. Sau đó sử dụng mảng một chiều để định nghĩa mảng m1 mảng M2 và mảng M3. Thì mảng M1, M2, M3 đều được cấp phát là 10 phần tử. Và phần tử đầu tiên có chỉ số 0, phần tử cuối cùng có chỉ số 9. Trong phần demo sẽ demo cách khai báo mảng sử dụng phương pháp khai báo tường minh và khai báo không tường minh. Để chuẩn bị lưu các nội dung được tạo ra ở trong bài học thì chúng ta sẽ tạo ra một folder và đặt tên folder slide 6. Nhấn Enter, nhấn Enter để di chuyển vào ở trong folder vừa tạo. Gõ CMD và gõ dot, Nhấn Enter để mở folder ở trong Visual Studio Code và nhấn yes ở trong nội dung của slide 6 thì kích vào new file và đặt tên đó là array declaration .c nhấn enter thì đây là nội dung của file minh họa cái cách thức là khai báo mãn ở trong lập trình C trong nội dung của file art declaration trước hết sẽ khai báo include thư viện stdio.h và đưa vào hàm main là hàm thực thi chính của chương trình thì trong nội dung của hàm main thì chúng ta có thể khai báo art và xác định là mảng sẽ có gồm 10 phần tử và sau khi khai báo mảng này thì có thể hiển thị cái thông tin của các phần tử cũng như là truy cập tới các cái phần tử để có thể khai báo mảng ví dụ là hot to và chúng ta khai báo như thế này thì các bạn sẽ thấy là xuất hiện thông báo lỗi tức là khai báo kiểu không hợp không không đầy đủ thì trong đó chúng ta phải xác định là sẽ cấp phát cho mảng này bao nhiêu phần tử. Ví dụ ở đây là 5 phần tử thì hệ thống sẽ chấp nhận. Ngoài ra thì có thể sử dụng hình thức là đáp để có thể là khai báo mảng. Ở dòng 8 thì sử dụng typedef có nghĩa là sẽ định nghĩa một cái kiểu mới và xác định kiểu dữ liệu cho biến mảng, xác định tên của cái kiểu mảng, mới ví dụ như ở đây là my array và xác định là sẽ cấp phát 20 phần tử cho các biến thuộc my array. Sau đó sử dụng my array vào khai báo mảng B os và ở đây thì chúng ta lưu ý là không cần phải mở ngoặc và đóng ngoặc để xác định số phần tử mảng và chỉ cần là khai báo tên của biến mảng BOS2. Và sau khi khai báo các biến là BOS prs 2 thì chúng ta có thể thao tác với các biến này như là các cái biến mảng ở trong lập trình C. Thì cái việc là sử dụng typedef sẽ giúp cho chúng ta có thể là khai báo các biến mà không cần phải xác định là số lượng các cái phần tử được cấp phát cho mảng. Tuy nhiên, nếu chúng ta mong muốn là khai báo mảng và xác định số các cái phần tử thay đổi thì chúng ta cần phải chỉ rõ với cái phương pháp và với cái cú pháp đầu tiên đó là sẽ xác định kiểu dữ liệu, sau đó tên của biến mảng và xác định số lượng phần tử được cấp phát ở trong mảng. Với cái kiểu thứ hai thì khai báo các cái biến brs brs 2 thì với số lượng các phần tử là cố định là 20 phần tử. Để có thể thấy rõ giá trị cũng như là các cái vùng nhớ được cấp phát cho biến ARS, ARS3, brs BIS2 thì kích phải ở đây thì chúng ta có thể là đặt các cái breakpoint ví dụ như ở đây là đặt breakpoint và sau đó sẽ kích phải chọn build and debug active file và lựa chọn mục đầu tiên thì chương trình sẽ chạy ở chế độ đó là debug và ở trong này thì chúng ta có thể kích vào ở trong phần variable để thấy được là Số lượng các cái phần tử được cấp phát cho mảng IOS thì chúng ta sẽ thấy là các cái phần tử có cái chỉ số từ chỉ số 0 cho tới chỉ số 9 cuối cùng và giá trị của các phần tử đây là giá trị ngẫu nhiên ở trong cái vùng nhớ được cấp phát cho mảng này. Tiếp theo là sẽ xem xét ios Tree thì mảng ios3 bao gồm 5 phần tử sẽ cấp phát các cái giá trị từ phần tử có cái chỉ số 0 cho tới phần tử có cái chỉ số đó là 4. Và tiếp tục là xem xét mảng bos thì đây là mảng bos được khai báo là 20 phần tử và ở đây thì chúng ta sẽ thấy là từ cái phần tử 0 cho tới cái phần tử thứ 19. Và các bạn lưu ý là giá trị của các phần tử ở trong mảng là giá trị ngẫu nhiên với cái trường hợp này. Tức có nghĩa là chúng ta chưa khởi gán các cái giá trị cho các phần tử của mảng. Và tiếp tục là mảng BOS sẽ có cái phần tử với cái chỉ số tri nhập đó là 19. Và tương tự như vậy thì đối với mảng là BOS2 thì sẽ có các cái phần tử từ chỉ số 0 cho tới cái chỉ số thứ 19. Khi khai báo mãn thì chúng ta lưu ý cần phải xác định là số phần tử có thể được cấp phát cho mãn và được lưu ở trong mảng và phải xác định số phần tử này ngay lúc khai báo mãn. Và chúng ta không thể sử dụng biến hoặc là hàng trong cái khai báo và xác định số phần tử của mảng. Ví dụ là định nghĩa biến N1 và gán giá trị bằng 10. Sau đó sử dụng biến N1 vào ở trong khai báo mảng để xác định là số phần tử ở trong mảng. Thì điều này là không được phép. Tiếp theo là định nghĩa hàng N2 với giá trị là 20, sau đó là sử dụng N2 ở trong khai báo mảng B để xác định số phần tử của mảng là N2 thì điều này không thể được. Khi khai báo và xác định số phần tử của mảng thì nên sử dụng các cái chỉ thị tiền xử lý là define để định nghĩa số phần tử của mảng. Ví dụ define N1 và giá trị là 10. Sau đó chúng ta có thể sử dụng N1 để định nghĩa biến A và xác định là số phần tử của A đó là 10. Và khi khai báo hai dòng define và kết hợp với khai báo biến A thì tương đương với việc là chúng ta sẽ khai báo in A10 như thế này. Tuy nhiên là khi định nghĩa biến N1 tức là định nghĩa hàng n1 thì chúng ta có thể là sử dụng n1 lại nhiều lần ở sau này ví dụ là sử dụng n1 ở trong cái phần định nghĩa mảng hai chiều b và lúc này thì giá trị 10 sẽ được sử dụng cho cả định nghĩa của mảng a và định nghĩa của mảng b. Trong một số tình huống chúng ta không mong muốn là lưu giá trị 10 thì có thể là chúng ta cần phải lưu giá trị 30 thì có thể là đổi giá trị 30 và giá trị 30 sẽ được tác động vào cho khai báo của mảng A và khai báo chiều thứ nhất của mảng B. Ở đây tương tự là định nghĩa N2 và sử dụng N2 cho cái xác định số phần tử của chiều thứ hai của mảng B và mảng B sẽ tương ương với việc là khai báo chiều thứ nhất có 10 phần tử và chiều thứ hai có 20 phần tử. Và mảng B là mảng hai chiều. Trong lúc khai báo mảng thì chúng ta có thể là khởi tạo các cái giá trị cho các phần tử của mảng. Ở đây thì sẽ xem xét là khởi tạo giá trị cho tất cả các phần tử của mảng khai báo mạng A có 4 phần tử và thực hiện là khởi gán giá trị cho cái phần tử thứ nhất và khởi gán giá trị cho phần tử thứ hai, khởi gán giá trị cho phần tử thứ ba và khởi gán giá trị cho phần tử thứ tư. Ở đây thì chúng ta lưu ý là chỉ số của phần tử đầu tiên đó là 0, phần tử thứ hai là 1, phần tử thứ ba là 2, phần tử thứ tư là 3 tiếp tục xem xét là khởi gán giá trị cho một số phần tử đầu tiên. Khai báo mảng A có 4 phần tử. Tuy nhiên là khi khởi gán giá trị thì chúng ta xác định phần tử thứ nhất là giá trị 2912. Phần tử thứ hai thì sẽ xác định giá trị đó là 1706. Và các cái phần tử còn lại sẽ mang giá trị đó là 0 và không. Chúng ta có thể khởi tạo giá trị không cho tất cả các phần tử của mảng. Khai báo mảng A bao gồm 4 phần tử thì sẽ xác định đó là không, tức là không sẽ khởi gán cho tất cả các phần tử của mảng thì chúng ta xác định như thế này và có thể tự động xác định số lượng phần tử khi thực hiện khởi gán giá trị. Nếu định nghĩa mảng A và không xác định là sẽ cấp phát bao nhiêu phần tử thì số phần tử này sẽ được căn cứ vào là số giá trị được khởi gán cho mảng. Và ở đây chúng ta sẽ có là một giá trị, hai giá trị. 3 giá trị và 4 giá trị thì số phần tử của mảng sẽ được cấp phát đó là 4 phần tử và các giá trị sẽ được lưu vào ở trong các phần tử tương ứng ở đây là 78 lưu vào phần tử thứ ba và 23 lưu vào phần tử thứ tư Ở trong phần demo thì chúng ta sẽ xem xét là khởi gán giá trị cho các cái phần tử của mảng trong lúc khai báo mảng. Mở lại thư mục slices ở trong Visual Studio Code và kích vào new file đặt tên đó là odd in initialization dot c nhấn enter trong nội dung của add initialization thì trước hết sẽ khai báo include std io.h và đưa vào hàm main đây là hàm thực thi chính của chương trình và khai báo mảng a bao gồm là 5 phần tử và khởi gán các giá trị cho các phần tử của mảng. Đầu tiên là 1, 5, 8, 9 và 6. Tiếp theo có thể khai báo mảng B và không xác định số lượng các phần tử được cấp phát cho mảng. Sau đó thì chúng ta có thể là khởi gán 8, 7, 9, và chấm phẩy khai báo mảng C bao gồm là 5 phần tử và sẽ khởi gán các cái giá trị của phần tử đầu tiên đó là 7 phần tử thứ hai là 8 và khai báo mảng D sẽ xác định là 5 phần tử và sẽ khởi gán các cái giá trị cho các phần tử thì chúng ta sẽ khởi gán giá trị 0 cho tất cả các phần tử của mảng D. Ở trong này thì chúng ta lưu ý là khai báo mảng A bao gồm là 5 phần tử và khởi gán các phần tử đầu tiên là 1, phần tử thứ hai là 5, phần tử thứ ba là 8, phần tử thứ tư là 9 và phần tử cuối cùng đó là 6 khai báo mảng B và không xác định là số lượng phần tử sẽ được cấp phát cho mảng. Tuy nhiên, khi chúng ta khởi gán giá trị cho các phần tử của mảng, thì compiler sẽ căn cứ vào số lượng các cái giá trị được khởi gán để xác định là số lượng phần tử được cấp phát cho mảng. Thì ở đây là 8, 7 và 9 cho 3 phần tử. Thì mảng B sẽ được cấp phát, đó là 3 phần tử. Mảng C bao gồm 5 phần tử thì hai phần tử đầu tiên được khởi gán đó là 7 và 8 và các phần tử còn lại là 0 mảng D sẽ được khởi gán giá trị 0 cho tất cả các phần tử của mảng Tiếp tục bổ sung dấu chấm phẩy vào cuối dòng thứ 11 và ở đây chúng ta đang gặp một lỗi đó là thiếu dấu chấm phẩy. Sau khi khắc phục xong lỗi xảy ra thì có thể kích phải chọn View and Debug Active File và lựa chọn GCC. Ở đây thì chúng ta thấy là chương trình đã thực hiện từng bước tuy nhiên là thiếu đặt dấu breakpoint tức là dấu ngắt và kích vào ở trong các cái thanh này thì để đặt một breakpoint và kích phải chọn pew and debug active và lựa chọn đó là gcc chương trình sẽ đi vào chế độ là thực hiện gỡ lỗi và thực hiện từng bước thì hiện tại là chương trình đang dừng tại cái dòng mà chúng ta đặt cái dấu breakpoint và có thể nhấn phím đó là Step Over hay là F10 để tiếp tục và sẽ xem xét giá trị khởi tạo cho các thành phần của mạng mảng A thì bao gồm các cái giá trị được khởi tạo. 1 sẽ được khởi tạo vào cho cái phần tử có cái chỉ số 0 và 5 được khởi tạo phần tử có chỉ số 1, 8 được khởi tạo vào phần tử có chỉ số 2. 9 được khởi tạo vào phần tử có chỉ số 3 và 6 được khởi tạo vào phần tử có chỉ số 4. Và tương tự như vậy đối với B thì chúng ta có thể kiểm tra thì giá trị của các phần tử ở trong B thì bao gồm đó là 3 phần tử sẽ dựa vào số lượng các giá trị được khởi gán cho cái mảng B thì sẽ cấp phát là 3 phần tử. Đây chúng ta chú ý là 3. Và đối với C thì sẽ gán các giá trị 7 và 8 cho các phần tử đầu tiên trong 5 phần tử của mảng C. Thì 7 được gán cho phần tử đầu tiên, 8 được gán cho phần tử tiếp theo. Và các phần tử còn lại sẽ được khởi gán giá trị 0. Đối với mảng D thì khi khởi gán 0 thì chúng ta sẽ thấy được là tất cả các phần tử của mảng D đều được gán giá trị 0. Như vậy chúng ta đã kết thúc video hướng dẫn cách thức khai báo và khởi tạo các mảng một chiều ở trong lập trình C. Và để giúp cho kênh ngày càng phát triển cũng như cung cấp các kiến thức hữu ích về công nghệ thông tin cho tất cả các bạn thì rất mong nhận được like surprise cũng như xe của tất cả các bạn. Xin cảm ơn sự quan tâm ủng hộ của tất cả các bạn.